Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay máy ăn ra tiếp tục lên video này. Video này em giới thiệu cho các bác một con máy hút ẩm nhá. Thì em vừa nhận được một con máy hút ẩm Mitsubishi 10 lít. Cái dòng này là cái dòng nó gọi là cửa vát. Con này mã của nó là MJH100CX này. Đây, điện 100 mọi người nhá. Điện 100V. Đấy. Con này thì công suất là 10 lít trên ngày, dùng cho phòng độ khoảng 40m², 35m², 40m² đổ lại là ok mọi người nhá. Đấy, thằng Mitsubishi thì nói chung là không chê được cái gì rồi, cái độ ồn nó cực kỳ êm. Nếu mà nói hút ẩm Mitsubishi thì chắc là độ ồn của nó cực kỳ là êm ái rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì con máy này thì các tính năng của nó cũng rất đơn giản. Đấy. Chạy rất là êm luôn, đây lốc liếc đóng hết rồi mọi người nhé. Đấy. Thì đây là tính năng hút ẩm này, tính năng sấy quần áo này, đảo cánh gió này. Đấy. Thì có một chút tính năng hỗ trợ lọc khí nhưng này mình cũng đánh giá cao. Có tính năng hẹn giờ. Đấy. Hình thức thì máy thì em đang quay cho các bác đây nhé, nó phải mới tổng khoảng 90%. Đấy, đây em sẽ quay các góc cạnh cho các bác này. Góc cạnh cho bác này. Đấy. Đây là đằng sau này. Đấy. Máy rất là đẹp rồi. Nói chung là máy bên em đều hàng lượng. Thì bác nào có nhu cầu về cái con máy hút ẩm Mitsubishi 10 lít hàng điện 100V này thì liên hệ bên em nhé. Hiện tại thì máy thì bên em đang có khoảng 3 chiếc như này. Vừa nhặt thì em sẽ lên một chiếc điển hình cho mọi người. Còn những con khác thì nó tương tự này thôi. Đấy. Ok, rồi cảm ơn mọi người đã xem video.